Khảo sát tại hang động Khó Chua La, một hang động nằm trên địa phận xã Xá Nhè, huyện Tùa Chùa. Đây là hang động tự nhiên được hình thành từ những kiến tạo của địa chất hàng triệu năm. Với vẻ đẹp nguyên sơ, nhiều khối nhũ đá lộng lẫy và hình thù kỳ lạ đã tạo thành một vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có so với các hang động khác được phát hiện trên địa bàn. Hang nằm ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển, có chiều sâu trên 800 mét, chia làm 3 khoang, nơi rộng nhất khoảng 15 đến 18 mét, vòng cao trung bình từ 18 đến 25 mét. Nền hang động có nhiều dải đá uốn lượn hình ruộng bậc thang, hình hoa sen, các mô hình sa bàn với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Trần và hai bên vách của hang động có nhiều khối nhũ vân đá nhiều màu sắc, trải dài giống hình thác nước, hình dải lụa, cụm lúa, hình tượng Phật, tạo nên khung cảnh kỳ ảo, huyền bí, kích thích trí tưởng tượng của người xem. Trước vẻ đẹp nguyên sơ tự nhiên của hang động, ngày 9 tháng 12 năm 2015, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hang Khó Chua La trong danh sách danh lam thắng cảnh di tích cấp quốc gia. Khi tôi đi vô trong hang động này, tôi có những cảm nhận rất khác. Câu chuyện của đá, câu chuyện sự hình thành. Chúng ta có thể nói theo khoa học là măng đá hay nhũ đá, nhưng nó có những cái sự kỳ diệu khác nhau. Những ban quản lý ở đây phải kiểm tra không được một cái bịch ni lông nào đem vô, và cái giá phí phải tăng hơn và xây dựng câu chuyện và cho chúng tôi được những cái trang phục, những cái điều gì để chúng tôi được học hỏi với người dân ở đây. Không phải chỉ tới đây để ngó mà đi về, mà chúng tôi còn phải được hòa vào đó, được sống với người dân ở đây trong một đêm, được hiểu tất cả mới được đưa lên để mà trở thành Tùa Chùa là một cái điểm đến mới. Cách thị trấn Tùa Chùa khoảng 35 km về phía bắc là xã Tả Phìn. Đến đây, đoàn khảo sát được thưởng ngoạn cao nguyên đá cổ dài khoảng 4 km. Với những phiến đá tai mèo đua nhau mọc từ dưới thung lũng lên đỉnh đồi, trông như những khóm măng đá vừa lạ mắt vừa hùng vĩ. Bên cạnh đó, đến với Tả Phìn, quý khách còn được tận hưởng khí hậu mát mẻ, ngắm phong cảnh yên bình và được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc nghệ thuật thành cổ xưa, chứa đựng nhiều huyền thoại, đó là thành Vàng Lồng. Huyện thì có 3/4 diện tích là đá và được thiên nhiên ban tặng cho cái khí hậu mát mẻ quanh năm. Và bên cạnh đấy thì có rất nhiều các cái phong cảnh đẹp và các cái di tích. Chúng tôi cũng đang rất là mong muốn Cục Du lịch đưa huyện Tùa Chùa vào là một trong những cái khu du lịch quốc gia. Chúng tôi quan tâm đến góc độ bảo tồn các cái di sản văn hóa và văn hóa của dân địa phương. Đây cũng là một trong những cái sản phẩm du lịch mà chúng tôi quan tâm. Tại thị trấn Tùa Chùa, các thành viên trong đoàn Farm Trip đã được đắm mình trong bầu không khí của phiên chợ đêm. Nơi đây không chỉ hấp dẫn du khách bởi sự độc đáo của nét văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao, mà chợ đêm thị trấn đang là phiên chợ có 102 ở tỉnh Điện Biên với cách thức bán hàng theo kiểu online. Các sản phẩm như nấm, lan rừng, dược liệu không chỉ là những sản phẩm của người dân địa phương mà còn được người dân một số tỉnh lân cận như Sơn La, Lai Châu, Lào Cai đem đến bày bán. Chợ đêm vẫn duy trì được các cái phong tục tập quán cũ của chợ truyền thống, từ các mặt hàng, từ cái cách thức mua bán đến cái cách thức đặt ngày họp chợ phiên, để chuẩn bị các cái bên chợ đấy thì người dân ra là rất là sớm. Thì đấy là cũng là một trong cái điểm độc đáo và lợi thế cho phát triển cái du lịch cộng đồng. Qua chuyến khảo sát về tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện Tùa Chùa, các thành viên trong đoàn Farm Trip được trải nghiệm về vẻ đẹp, sức hấp dẫn từ thiên nhiên, văn hóa, con người nơi đây. Tùa Chùa thực sự là địa phương có nhiều tiềm năng, điểm đến, đem lại nhiều cảm xúc, nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách trong và ngoài nước.